Kính chào quý vị và các bạn. Nga Vũ rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Bình luận quốc tế trên kênh youtube Thế giới nghiêng. Thưa quý vị, liên quan đến tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine, ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy cuộc phản công quy mô lớn được chờ đợi từ lâu của Ukraine đang đi vào ngõ cụt, nếu không muốn nói là thất bại. Và điều còn tồi tệ hơn là nguy cơ phương Tây bắt đầu tính đến kịch bản bỏ cuộc khi cơ hội giành chiến thắng của Kiev ngày càng trở nên mù mịt. Câu hỏi đặt ra vào lúc này là phải chăng Ukraine đang cạn dần các phương án tiến công trong cuộc phản công hiện nay của họ Chương trình bình luận quốc tế ngày hôm nay với chủ đề Cuộc phản công của Kiev đang đi vào ngõ cụt hay đã thất bại trên thực tế? Một bài phân tích của tác giả nhà báo Lập Nguyễn. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo các chuyên gia quân sự, các hướng tiến quân của cuộc phản công theo kế hoạch của Ukraine đều gặp bế tắc trong khi thời tiết khắc nghiệt đang đến gần. Sau hơn 2 tháng tiến hành phản công, Kiev cho đến nay chỉ đạt được một vài bước tiến nhỏ với việc chiếm lại được một vài ngôi làng, trong khi quân đội Nga đã đẩy mạnh tiến công về phía Bắc một tình báo mới đây của Mỹ dự đoán cuộc phản công sẽ không thể đạt được mục tiêu chiến lược là tiến đến sát thành phố Melitopol có tầm quan trọng chiến lược do Nga kiểm soát ở phía đông nam Ukraine trong năm nay. Thành phố Melitopol hiện nằm cách chiến tuyến hơn 80 km và đây là trung tâm chỉ huy và hậu cần trọng yếu của Nga, đồng thời là một mục tiêu hết sức quan trọng nếu Ukraine chiếm được có thể từ đó chia các lực lượng của Nga tại Kherson, Zaporizhia với khu vực Donbass dựa trên tình hình thực tế trên chiến trường với việc quân đội nga đã xây dựng một tuyến phòng thủ đa tầng hết sức kiên cố cũng như nắm ưu thế áp đảo về công quân lầu năm góc nhiều lần khuyến cáo ukraine nên tập trung sức mạnh lực lượng để tấn công vào một điểm nhằm tạo đột phá qua phòng tuyến nga tuy nhiên kiev lại quyết định quay về sử dụng chiến thuật phân tán lực lượng để tiến công trên nhiều khu vực nhằm hạn chế thương vong điều này đã khiến cho đà phản công diễn ra hết sức chậm chạp theo nhà báo Howard Asman thuộc chuyên mục The Swan Zone trên trang mạng Power, đối diện với thất bại trong cuộc phản công, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây đã gửi đi một tín hiệu được coi là mang tính cầu cứu tới NATO. Mặc dù NATO đã cung cấp một số lực lượng vũ khí giá trị nhiều tỷ đô la cho Ukraine và đào tạo một số lượng lớn binh sĩ Ukraine tại các trại huấn luyện của Mỹ và NATO, Song tiến bộ trong cuộc phản công là rất khiêm tốn. Giờ đây, Kiev quyết định thay đổi chiến thuật tác chiến, nhà báo Amens cho biết. Các tướng lĩnh Ukraine đã quyết định từ bỏ những chiến thuật được NATO giảng dạy như tiến quân qua các bãi miền hay tìm cách chọc thủng phòng tuyến của Nga để chuyển sang chiến thuật pháp kích vào từng vị trí của đối phương. Theo Armand, việc thay đổi hoàn toàn chiến thuật trong kế hoạch tác chiến của Bộ Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine là một tín hiệu rõ ràng gửi đến các quốc gia trong tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương thừa nhận cuộc tấn công quy mô lớn chống lại Nga đã thất bại trên thực tế. Chiến thuật mới này của Kiev đang được các chuyên gia phương sự phương Tây mổ xẻ và vạch ra nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Cho dù quân đội Ukraine cho đến nay hầu như đã cạn mọi phương án đối phó với lực lượng của Nga và chuyển sang tấn công nhằm vào các mục tiêu riêng lẻ bên trong lãnh thổ của Nga, Scott Ritter, cựu quan chức tình báo quân đội Mỹ, cho rằng Nga sẽ trả đũa bằng việc tiến hành phá hủy các mục tiêu quân sự chiến lược ở thủ đô Kiev. Nếu lãnh đạo Ukraine tiếp tục các cuộc tấn công khủng bố nói trên nhằm vào lãnh thổ của Nga, theo Ritter, khu vực thủ đô Ukraine có nguy cơ sẽ mất hết những cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng cùng các cơ sở đầu não khác chỉ vì những chính sách thiện cận hiện nay của Tổng thống Zelensky. Tony Schaffer, cựu quan chức tình báo Mỹ cũng cho rằng Ukraine và NATO đang ở vào một tình thế hoàn toàn bế tắc, cho dù Ukraine mới đây đã tung ra nốt những đơn vị dự trữ chiến lược cuối cùng. Trung tá Anthony Schaffer, nguyên là sĩ quan tình báo cao cấp được CIA đào tạo với hơn 25 năm phục vụ trong cộng đồng tình báo Mỹ. Ông hiện là chuyên gia nghiên cứu và giảng dạy đặc biệt tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc phòng cao cấp tại Washington, D.C. Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây dành cho báo Stephen Grander, trên kênh YouTube Randin Ferron của nhà báo này, Schaffer cho rằng các đơn vị quân đội Ukraine sẽ không còn khả năng duy trì đà phản công cho đến mùa đông năm nay. Ông này nhấn mạnh rằng quân đội Ukraine đơn thuần sẽ không thể cầm cự được lâu hơn nữa. Schaffer chỉ ra rằng Kiev hiện đang sử dụng một lượng đạn và vũ khí khổng lồ để đẩy lùi các cuộc tấn công của quân đội Nga. Tuy nhiên, điều này dẫn đến hậu quả là toàn bộ kho đạn dược dự trữ sẽ nhanh chóng cạn kiệt và khi đó sẽ không còn gì trong tay để chống lại các tên lửa của Nga. Trong khi nguồn dự trữ tên lửa của Nga gần như vô tận nếu xét về ngành công nghiệp quốc phòng Nga đang gia tăng việc sản xuất những vũ khí, đặc biệt là tên lửa hành trình tầm xa. Schaffer nhận xét như trên khi được yêu cầu đánh giá về tình thế hiện nay của NATO và Ukraine trong cuộc phản công nhằm vào lực lượng của Nga. Theo ông, NATO đang ở vào thế thua trong cuộc xung đột của Ukraine đến mức bất kỳ hành động nào của khối quân sự này cũng đều chỉ cho người ta thấy những bức cờ của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho đến nay là đúng như thế nào. Schaffer nói nếu như NATO thậm chí tính đến chuyện tấn công trực tiếp nước Nga thì điều này sẽ chỉ càng chứng tỏ việc ông Putin đã đúng như thế nào. NATO càng tỏ ra hung hăng hơn, điều này càng chứng tỏ ông Putin nói đúng. Cũng như NATO càng tiếp tục tài trợ cho Ukraine, điều này càng chứng minh quan điểm của Nga là đúng. Thatcher cách thức còn lại duy nhất đối với liên minh quân sự NATO là phải chấp nhận việc cần thuyết phục Kiev ngồi vào bàn đàm phán với Nga. Đồng ý với nhận định trên, Anne Grace Koskin, chuyên gia khoa học chính trị quân sự, chủ nhiệm bộ môn phân tích chính trị và các tiến trình tâm lý xã hội thuộc Học viện Kinh tế. Brekhanos cũng cho rằng NATO đang thực sự đang lâm vào ngọt cụt. Theo Scott nhưng nhận định mà Schaffer đưa ra là đúng với những gì đang diễn ra trên thực tế. Điều này báo trước một thất bại ngọt cụt đối với NATO. Nói theo thuật ngữ công môn cờ vua, NATO hiện đang ở tình huống có tên gọi là zugzwang, theo đó bắt buộc phải di chuyển quân cờ mặc dù đang có một thế cờ vững chắc và việc di chuyển sẽ dẫn tới phá hỏng thế cờ đó theo đó điều trớ trêu là bất kỳ bước đi nào mà nato thực hiện cũng cho thấy tổ chức này sai lầm và chỉ càng làm cho tình hình tồi tệ hơn nữa giáo sư alexander gussev tiến sĩ khoa học chính trị thuộc viện hàn lâm khoa học nga cũng cho rằng phương tây đang phải gánh chịu mọi thiệt hại và phí tổn liên quan đến cuộc tấn công hiện nay của ukraine theo giáo sư Gusev, các lực lượng của Trang nga đang thực hiện việc vô hiệu hóa một cách có hệ thống và có mục đích không chỉ nguồn nhân lực của quân đội Ukraine mà còn cả những thiết bị của phương Tây. Phương Tây đang không chỉ phải trả giá về mặt tài chính mà còn cả về mặt hình ảnh nữa. Trong khi đó, tại Ukraine, do quá mệt mỏi với xung đột kéo dài, người dân nước này đang khao khát một chiến thắng vang dội. Còn tại Washington, những lời kêu gọi các giảm viện trợ chắc chắn sẽ ngày càng được nghe thấy nhiều hơn khi các cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 tới đây. Dựa trên những số liệu được công bố về cuộc phân công của Ukraine trong thời gian qua, Michael Mablov, cựu chuyên gia phân tích chính sách an ninh cao cấp tại văn phòng Bộ Quốc phòng Mỹ đã đưa ra một nhận định gây choáng váng là tỷ lệ tiêu hao hiện tại của lực lượng Ukraine cho thấy cuộc phản công đã kết thúc. Theo những số liệu được tiết lộ công khai kể từ khi bắt đầu tiến hành cuộc phản công tính đến ngày 4 tháng 8, phía Ukraine đã mất hơn 43.000 binh sĩ và hơn 4.900 đơn vị vũ khí được thuộc các chủng loại, bao gồm 26 máy bay, 9 trực thăng, 1.831 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bộ tác khác trong số đó có 25 xe tăng Leopard do Đức sản xuất, 7 xe tăng bánh lốp AMX do Pháp sản xuất và 21 xe chiến đấu bộ binh Bajaj IFV do Mỹ sản xuất. Ngoài ra, lực lượng Ukraine còn mất đi 747 khẩu pháo giả chiến và súng cối, bao gồm 76 hệ thống pháo M777 của Mỹ cùng 84 tổ hợp pháo tự hành của Ba Lan, Mỹ, Pháp và Đức. Kể từ khi cuộc xung đột diễn ra cho đến nay, Mỹ đã cung cấp cho Kiev hơn 47 tỷ USD viện trợ quân sự, bao gồm nhiều loại vũ khí và phương tiện mạnh nhất và đắt tiền nhất, như xe tăng chiến đấu M1, Abraham, hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot và bề phóng tên lửa HIMARS. Tờ báo mạng Eurasia Times dẫn nguồn từ Oris, một trang web phân tích về nguồn tin tình báo, nguồn mở khi là những tổn thất thông qua bằng chứng minh hình ảnh đã thống kê cho thấy ít nhất 23 xe bọc thép Spalay của Ukraine đã bị phá hủy trong thời gian đầu của cuộc phản công. 21 chiếc khác bị hư và 5 chiếc bị bỏ phế. Tính đến cuối tháng 7, Mỹ đã chuyển giao khoảng một nửa tổng số 190 Spalay như đã cam kết cho các đơn vị tác chiến của Ukraine. Ngoài hơn 60 xe chiến đấu bọc thép M113, 57 xe chống M Smart pro và hơn 100 xe Humvee cũng đã bị phá hủy, hư hỏng hoặc không còn truy được dấu vết. Theo báo New York Times, khoảng 20% số lượng vũ khí do phương Tây cung cấp đã bị Nga phá hủy hay làm hư hại chỉ trong hai tuần đầu của cuộc phản công kể từ khi cuộc xung đột nổ ra đầu năm 2022. Mỹ đã cung cấp cho Kiev tổng cộng hơn 47 tỷ USD viện trợ quân sự. Nếu đúng như vậy, Ukraine đã mất một số lượng vũ khí do Mỹ cung cấp trị giá lên tới gần 10 tỷ USD chỉ trong hai tuần phản công đầu tiên, theo ước tính sơ bộ của báo New York Times. Theo chuyên gia Michael Marloff, những con số này là khá nghiêm trọng vì nó thực sự cho thấy mức độ tiêu hao là lớn đến mức nào. Và nó cho thấy người Ukraine đang muốn thiết bị của họ nhanh như thế nào. Và với những chiến thuật tác chiến mà họ đã sử dụng hiện nay, người ta có thể hiểu rõ tại sao rất nhiều thiết bị đó lại nhanh chóng trở nên vô dụng như vậy. Ngoài ra, những chiến thuật đang được ký ép sử dụng có thể dẫn đến những tàn phá và gây những thiệt hại lớn hơn về nhân mạng. Cho vậy, những thực tế trên chiến trường không làm người ta ngạc nhiên chút nào. Mà lớp nói, tôi đã xem một cuộn băng video và chúng cho thấy những cảnh giống như cuộc chiến tranh chiến hào trong thế chiến thứ nhất mà họ tham gia. Họ đã sử dụng lại cách thức chiến đấu cũ, vốn mang bản chất phòng thủ. Họ không được huấn luyện cho mục đích tấn công. Và đây là điều mà tôi nghĩ là khá rõ ràng và rất đáng lưu ý những tổn thất nặng nề của ukraine được cho là chiến thuật của mỹ tạo ra không hiệu quả trên chiến trường và quá trình huấn luyện dồn ép của nato đã tỏ ra vô tác dụng trong việc đối đầu với hệ thống quân sự pháo binh không quân và bộ binh hết sức hiệu quả của nga trên chiến trường Trước đó, các phương tiện truyền thông phương Tây cho biết chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hy vọng rằng chính lữ đoàn được phương Tây đào tạo với khoảng 36.000 quân sẽ cho thấy cách đánh của Mỹ vượt trội hơn so với cách tiếp cận của Nga như thế nào. Tuy nhiên, hy vọng giờ này giờ đây hoàn toàn tiêu tan. Điều này có thể bắt nguồn từ một số nguyên nhân, và nguyên nhân chủ yếu là những điểm yếu trong chiến thuật tác chiến của Mỹ theo các chuyên gia quân sự những chiến thuật được quảng cáo rầm rộ của mỹ phụ thuộc rất nhiều vào sức mạnh và ưu thế trên không nhưng đây lại là điều mà quân đội ukraine hoàn toàn không có nói cách khác nếu không nắm được ưu thế trên không cách đánh của mỹ sẽ không hiệu quả và trở nên vô dụng Chuyên gia Marflop nói khi tôi còn làm việc ở Lầu Năm Góc trong thời gian quân đội Mỹ triển khai các chiến dịch quân sự lá trắng sa mạc và bão táp sa mạc, điều đầu tiên được thực hiện là thiết lập ưu thế trên không. Sau khi làm xong điều này, mọi điều khác hoàn toàn trở thành thứ yếu khi đã thiết lập được ưu thế trên không người ta kiểm soát bầu trời người ta có thể đánh sập các hệ thống kiểm soát chỉ huy của đối phương người ta có thể theo dõi các địa điểm triển khai tên lửa của đối phương tuy nhiên chiến thuật này chỉ được phát huy ưu thế khi đối thủ có khả năng phòng không rất yếu chưa kể tại ukraine ngoài việc kiểm soát bầu trời người ta còn thấy nga dựng lên những hàng rào miền dày đặc vững chắc các bãi miền phòng ngự của nga đặc biệt đã làm cho các nhà hoạch định quân sự của ukraine và nato bất ngờ liên quan đến điều này Larry Johnson, một cựu chuyên gia phân tích CIA, đã đặt câu hỏi liệu các tướng lĩnh NATO có ngủ quên trong 6 hay 7 tháng qua hay không. Theo ông, Liên minh xuyên Đại Tây Dương có đủ nguồn lực và khả năng để thu thập những thông tin tình báo như vậy trước khi Ukraine tiến hành cuộc phản công. Theo Malov, với những thiệt hại khủng khiếp như vậy về con người và vũ khí, không rõ Kiev sẽ tìm cách bổ sung kho dự trữ và nguồn nhân lực của họ như thế nào trong thời gian tới đây. Ông này nói tôi không hiểu làm thế nào để họ có thể làm điều đó bù đắp tổn thất về con người. Nhiều người Ukraine đã rời khỏi đất nước và không muốn quay trở lại bởi thiệt hại mạng cao khủng khiếp đến mức ngay cả những lính đánh thuê khi vừa mới đặt chân đến Ukraine đã ngay lập tức muốn rời đi vì họ nhận thấy rằng không hề có sự hỗ trợ, không có tổ chức, không có sự chăm sóc y tế tối thiểu nào ở đây cả. Hậu quả là việc tuyển mộ lính đánh thuê gần như đã dừng lại, thậm chí thời gian gần đây còn xuất hiện những video do lính đánh thuê làm ra, cho thấy hình ảnh những lính đánh thuê này nói với những ứng viên tiềm năng khác rằng đừng đến đó vì ở đó thật tồi tệ, chuyên gia Mỹ này cho biết. Với mức độ tiêu hao vũ khí và thiết bị nhanh như hiện nay, tình hình đối với Ukraine thật sự là đáng báo động đặc biệt trong bối cảnh Ukraine hiện không sản xuất được thiết bị quân sự với số lượng cần thiết và hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của phương Tây. Chuyên gia Mỹ cho rằng nếu Ukraine không nhận được sự giúp đỡ từ bên ngoài, nước này sẽ buộc phải tính đến việc ngừng bắn. Cuối cùng, theo Malov, hiện Kiev hoàn toàn không có cơ hội nào để có thể xoay chuyển cuộc phản công. Malov kết luận rằng phản công Ukraine trên thực tế đã kết thúc. Phải chăng Mỹ bắt đầu có dấu hiệu bỏ cuộc? Trong cuộc phỏng vấn của hãng tin NBC News hồi đầu tháng 8 2023, William Tyler, cựu đại sứ Mỹ tại Ukraine, đã bất ngờ đưa ra lời cảnh báo về nguy cơ Washington cắt viện trợ cho Ukraine nếu cuộc phản công thất bại. Cuộc phản công của Ukraine trong hai tháng qua bị phương Tây coi là chậm chạp, thiếu hiệu quả, không đạt được bước tiến nào mang tính bước ngoặt. Bên cạnh đó, tin tức về mức độ thương vong quá cao cũng như số lượng lớn trang bị vũ khí bị phá hủy khiến giới lãnh đạo phương Tây sốt ruột. Nhà cựu ngoại giao Mỹ lưu ý nếu các nước phương Tây bắt đầu nghĩ về việc quân đội Ukraine không thể chiến thắng trước Nga, thì những nghi ngờ về khả năng cung cấp thêm vũ khí và thiết bị quân sự cho Kiev sẽ nảy sinh. Đặc biệt trong bối cảnh ngay cả quân đội một số nước NATO cũng đang trong cảnh thiếu trang bị và vũ khí nghiêm trọng với các kho dự trữ đạn dược trống rỗng. Ông Taylor nhấn mạnh rằng đối với Kiev, nhận định cuối cùng về cuộc phản công có thể trở thành một lời tiên tri ứng nghiệm. Theo đó, thất bại của cuộc phản công có thể dẫn đến việc các nước phương Tây cắt giảm hỗ trợ cho Ukraine. Trong khi đó, phương Tây ngày càng xuất hiện nhiều tiếng nói chỉ trích kết quả phản công của Ukraine. Đáng chú ý là các hướng mặt trận Zaporozhye ở Nam Donetsk ngay cả những bài viết của những tác giả mà người ta khó có thể nghi ngờ là có thiện cảm với Nga cũng bắt đầu đề cập nhiều đến những khía cạnh như mức độ tổn thất quá cao của quân đội Ukraine, một phần đáng kể thiết bị quân sự do phương Tây chuyển giao và thực trạng quân đội Ukraine hao tổn binh lực quá lớn trong khi vẫn không thể vượt qua được tuyến phòng thủ của Nga. Vladimir Zabikrov, phó chủ tịch ủy ban đối ngoại Hội đồng Liên bang Nga, tức Thượng vị Nga, cũng cho rằng Mỹ không thể cung cấp bất kỳ đảm bảo an ninh thực sự nào cho Ukraine, nên Washington đang bắt tay vào một kịch bản dần bỏ cuộc. Trong cuộc trả lời phỏng vấn dành cho báo chí mới đây, ông Dajakrov nói, tôi nghĩ rằng Mỹ đang bắt tay vào kịch bản dần rút khỏi cuộc xung đột. Liệu họ có thể cung cấp cho Ukraine một kiểu đảm bảo an ninh nào đó ở thời điểm hiện nay? Không có đảm bảo nào cả, dù là can thiệp quân sự trực tiếp, là điều có thể dẫn đến kịch bản thế chiến thứ ba với những hậu quả tàn phá thế giới hay tìm cách đảm bảo để chính quyền hiện tại tiếp tục nắm quyền vì những người này vẫn chưa hiểu được rằng chế độ này sẽ sớm chấm dứt theo Dahabkar mặc dù Mỹ đã thông báo một số đảm bảo an ninh để làm yên lòng các đối tác ở Kiev tuy nhiên theo ông đó không phải là những đảm bảo an ninh thực sự. Dabarov chỉ ra rằng mọi người đều dần chuyển hướng khỏi vấn đề tư cách thành viên trong NATO của Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh của liên minh này ở Lviv mới đây. Mặc dù Mỹ một lần nữa nêu vấn đề Ukraine gia nhập NATO, nhưng không có gì xảy ra cả. Họ cần Ukraine như một thực thể để chống lại Nga, mặc dù Ukraine hiện là một nhà nước suy yếu và không có thực quyền. Tôi không nghĩ là có ai đó thực sự quan tâm đến Ukraine, thượng nghị sĩ Nga nhấn mạnh giáo sư gusev thuộc viện hàng lâm khoa học nga cũng cho rằng phương tây rõ ràng đang cảm thấy mệt mỏi với các cuộc phản công bất thành của kiev ông chỉ rõ những lựa chọn phản công mà bộ máy truyền thông của ukraine và phương tây luôn nói tới đang dần cạn kiệt gusev lưu ý quốc hội mỹ thời gian gần đây ngày càng thường xuyên thảo luận và đề cập đến vấn đề ngừng phân bổ tiền cho kiev ông nhấn mạnh rằng quan điểm này không chỉ xuất phát từ phía đảng cộng hòa mà còn từ phía đảng dân chủ nữa trong một cuộc phỏng vấn và hết sức thẳng thắn dành cho báo chí mới đây, Lawrence B. Whitkerson, đại tá lục quân Mỹ đã nghỉ hưu, nguyên chánh văn phòng thời ngoại trưởng Mỹ Collins Bowers đã dựng lên một bức tranh đen tối về cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Nhân vật có thẩm quyền và ảnh hưởng trong chính quyền Mỹ trước đây này, hiện là nhà nghiên cứu tự do tại Viện Wiesize, đã thẳng thừng đưa ra những nhận xét của ông về tình hình của chiến Ukraine hiện nay. Whitkerson nói, ngay từ đầu nó đã là một cuộc thảm họa bất kỳ một chuyên gia quân sự nào là người không được phương tiện truyền thông trả tiền và không phải là kẻ ngốc đều biết rằng đây là một trận đánh hết sức cam go đồng thời ông nhấn mạnh đến sự chênh lệch về hỏa lực giữa đôi bên cũng như những nỗ lực vô vọng của lực lượng ukraine những nhận định của wikerset giúp đem lại một góc nhìn khác về cuộc xung đột nêu bật sự chênh lệch rất lớn về sức mạnh và khả năng quân sự giữa nga và ukraine ông này đã giải thích rằng ngành công nghiệp khổng lồ của nga với một bề thế dày kinh nghiệm lịch sử và là một trong những quân đội hùng mạnh nhất trên hành tinh tất cả những điều này tạo thành một lực lượng có sức mạnh khó có nước nào vượt qua Wilkerson chỉ rõ sự chênh lệch này là quá lớn đến mức trước đây quân đội của Đức Quốc xã đã được tổ chức và phối hợp đến mức tối ưu cũng không thể làm điều gì được với nước Nga, cho dù hỗ trợ cho họ là toàn bộ một cỗ máy quân sự khổng lồ chất lượng cao của nước này. Giờ đây họ, tức là NATO, lại muốn đánh bại Moscow nhờ sự giúp đỡ của Kiev, một đối thủ thậm chí không có được một phần khả năng của Đức Quốc xã trước đây viên đại tá mỹ về hưu cũng chỉ ra điều hết sức mỉa mai và bi thảm liên quan đến sự hỗ trợ của phương tây dành cho ukraine theo đó phương tây vẫn lao vào hỗ trợ mặc dù biết rằng thất bại là điều không thể tránh khỏi ông nhấn mạnh đến việc thiếu sự hiểm trợ cơ bản thực sự trên chiến trường cũng như binh lính máy bay chiến đấu và tàu chiến cũng như nhấn mạnh cái giá cuối cùng mà người dân ukraine phải gánh chịu Wilkerson buồn bã nhận xét họ tức là kỳ ép sẽ thua và điều này theo quan điểm của tôi hoàn toàn là một thảm kịch. Là một quân nhân chuyên nghiệp, điều hoàn toàn rõ ràng đối với tôi là họ sẽ thua cuộc. Còn chúng ta vẫn phải hỗ trợ họ cho đến người Ukraine cuối cùng. Wilkerson cũng không lãng tránh khi đề cập đến những động cơ tài chính được thúc đẩy đằng sau cuộc xung đột này. Ông thẳng thừng nêu tên các tập đoàn sản xuất vũ khí như Lockheed Martin hay Raytheon là những bên được hưởng lợi lớn nhất từ các cuộc chiến diễn ra. Will Carson cũng cảnh báo còn có rất nhiều người khác cũng đang kiếm tiền từ các cuộc xung đột này theo những cách khác nhau. Chẳng hạn có những người mà học thuyết mở rộng NATO của họ có tin đã được khẳng định. Nhưng liệu họ có biết có thể là trong vòng 12 đến 18 tháng tới là NATO sẽ tan rã không? Có ý ám chỉ đến những tác động tiềm tàng liên quan đến sự đồng kết của NATO. Cuộc trả lời phỏng vấn của Sơn là điều nhắc nhở gây giật mình về mức độ phức tạp và thực tế vô vàng của các cuộc xung đột quốc tế. Những nhận định của ông không hề mang tính thiên kiến hay chương trình nghị sự chính trị nào, đem lại một cái nhìn thoáng qua về tình trạng bế tắc và chiến lược và đạo đức mà các bên liên quan đang phải đối mặt. Trong khi những nhận xét của ông có vẻ không lọt tai một số người, thì chúng vẫn có tác dụng như một lời kêu gọi hãy suy nghĩ kỹ lại cũng như nên có một đường hướng tiếp cận thận trọng và nhân đạo hơn đối với các cuộc xung đột toàn cầu. Thưa quý vị, chuyên mục bình luận quốc tế của chúng tôi với chủ đề Cuộc phản công của Kiev đang đi vào ngõ cụt hay đã thất bại trên thực tế, xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu yêu thích chương trình, quý vị đừng quên nhấn like và để lại bình luận, cũng như đăng ký kênh youtube Thế giới Nhiêng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.